Đây là đồng mình đang nạ nào nữa ở ngoài sân. Thì nạ nào đồng ở ngoài sân theo bỏ trong cái keo giống như này nè. Thì nó sẽ tốt hơn. Tại vì mình ngâm đồng này vào súc, rồi mình bỏ vô keo, mình để nó kín, không có không oxy vào nó, thì nó sẽ nở nào nhanh hơn và tốt hơn. Nhất là mình dùng cái tốc độ nóng ở ngoài sân, khi nó hầm mà nó nóng 30 mấy độ ở ngoài sân mà trong đây khoảng 40 mấy, thì nó sẽ nở nào lớp được hơn, đen hơn. Thì mình phải bỏ đồng khi mình ngâm hay mình xịt nước súc vào đó, thì mình để trong cái keo kín, mình treo lên cái cây giống như gì này cho đừng có đụng gì hết trơn đó. Mình để ít nhất 1 tuần, tốt hơn là 1 tháng. Sau 1 tuần mình có thể lấy nó ra, mình điện cực nó và mình tháo cái nắp này, đừng để kín nữa. Mình để nó khoảng điện cực nó cho 3 ngày để cho nó từ từ nó khô lại. Thì mỗi ngày ít nhất 1 lần, nó có thời gian thì na điện cực nó 3 lần, làm cho 3 ngày cho từ từ nó khô mà mình để cái nắp đừng có kín đó. Bạn cũng thấy đây nè, mới na nào được khoảng chưa được 24 tiếng đó. Mình để cái cây này mình treo nó lên cho nó đụng chạy, đừng có chạm, giảm số lượng chạm và đừng để đông quá đó. Cách na nào qua súc,